Tìm đâu được nhà liền kề chỉ hơn 1 tỷ mà lại dọn về ở ngay vị trí thì thuộc quận Hà Đông, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn về ở trước Tết. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị căn nhà đấy nhé. 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, đường ngõ gần với lại ô tô, ngõ nông, giao thông, đi lại rất là thuận tiện. Vị trí thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà chỉ hơn 1 tỷ thì một lát nữa ngoài sẽ bật mí là cụ thể 1 tỷ XX là giá bao nhiêu. Với căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 31 m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, kia là đường ô tô và đây là vị trí ngôi nhà. Mời người theo em vào khám phá xem căn nhà này như thế nào mà lại rẻ như thế nhá. Và đặc biệt là sổ đỏ chuẩn chỉnh, có chạm vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái căn nhà này, quý vị trả trước cho ngoài khoảng tầm 800 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất vô cùng ưu đãi đến từ những ngân hàng vô cùng uy tín. Và với cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Thiết kế của ngôi nhà thì trời ơi vẫn còn toàn mùi sơn thôi mọi người ạ. Rất là mới. Và với cái ngôi nhà này, nhà xây mới hoàn toàn, sổ đỏ chuẩn chỉnh, riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, thiết kế hợp lý, trẻ trung, năng động. Với cái tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế phòng bếp, phòng khách, một phòng vệ sinh, diện tích nhỏ, tuy nhiên công năng sử dụng thì quá là ok cho một hộ gia đình. Với cái phần trước nhà cũng rất là thoáng. Ở đây thì có hai ngôi nhà mọi người nhá. Giá bán cụ thể của ngôi nhà này là 1 tỷ 800 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, mà lại thuộc quận Hà Đông, dành cho một ngôi nhà 4 tầng cả nhà và đất. Còn anh xin nhấn mạnh lại cho quý vị, giá của ngôi nhà này là giá cả nhà và đất mới có 1 tỷ 800 triệu đồng thôi. Gần như là cũng rất là thấp của quận Hà Đông. Ngoài ra, ngoài sẽ bật mí thêm cho quý vị, ở Hà Đông hiện tại Ngọc Ánh có một ngôi nhà 4 tầng xây mới giá chỉ có 1 tỷ 450 triệu đồng thôi. Vị trí thuộc phường Biên Giang mọi người nha. Mọi người muốn tìm hiểu và mua ngay nhà cho Tết thì liên hệ ngay cho Ngọc Ánh nhá. Tiếp tục với cái ngôi nhà này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi. Theo đúng như hiện trạng, ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt xong hết cho quý vị rồi. Với cái căn nhà này thì video ngắn Ngọc Ánh đã quay cho quý vị sơ qua rồi, còn đây là cái video dài. Nhà này thì vừa mới dọn vệ sinh xong cho nên Ngọc Ánh quay và review cho quý vị luôn. Đó, ngoài phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Đáp ứng đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Phần ngăn cách giữa phần cầu thang và cái phần phòng khách này thì là vách CNC, là gỗ mọi người ạ, rất hợp lý. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Một ngôi nhà giá rẻ, bởi vì thực tế luôn, nếu như bây giờ xây một cái căn nhà không như thế này thì giá của nó đã ngót nghét tầm 1 tỷ rồi mọi người ạ. Huống chi đây là cả nhà và đất, hợp lý, đường ngõ nông xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm. Vị trí này thì nó gần với lại trục đường quốc lộ 6 mở rộng, gần với lại bến xe Nghĩa, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với trường đại học Phenica, giao thông đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc đi làm theo trục đường Lê Văn Lương kéo dài nhá mọi người. Sau đây mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với phần tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau, gồm một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh. Đây là cái phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài đây mọi người nhé. Cửa sổ thông thoáng, phòng ngủ thì thiết kế rất là rộng rãi, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong căn phòng vuông vắn. Đấy. Với cái tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, chủ nhà không thiết kế trần thạch cao mà thiết kế trần thường cho quý vị. Với cái màu sơn chủ đạo là màu vàng nhạt mọi người ạ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, thiết kế đơn giản hài hòa. Tuy nhiên mọi người có thể nhìn thấy đây, phòng ngủ rất là rộng luôn ấy. Và phòng vệ sinh cũng thế, cũng rất là rộng. Phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ công năng ở sử dụng ở các tầng, đầy đủ bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm ấm lạnh, lavabo, đầu chờ, bình nóng lạnh, cửa sổ hút gió. Mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với cái phần tầng 3 của ngôi nhà này thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái ngôi nhà này, lên trên phía tầng 3 là đã có hai phòng ngủ rộng riêng biệt rồi. Phòng nào đây cũng ánh sáng tự nhiên. Đó. Rất là thoáng.
Quan trọng là nó cũng khá là nông mọi người ạ. Ngõ gần với lại đường ô tô đi lại, xung quanh chợ trường phường trạm thực tế luôn. Giá bán 1 tỷ 8 có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đó, sổ sách chuẩn chỉnh, vuông vắn. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị. Và tầng 4 thiết kế ra sao? Mọi người đừng rời mắt khỏi video. Ngoài đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, có thể làm phòng ngủ, tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đấy, phòng này cũng rất là rộng, thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Phần còn lại đây là phần sân phơi của ngôi nhà mọi người nhé. Đó. Như vậy, tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà này là 120m², thiết kế 3 phòng riêng. Phần dưới tầng 1 phòng khách, phòng bếp, trên này thì là phần sân phơi, rất là hợp lý. Ở đây có một cái cửa để đi lên, một ô cửa để đi lên ở trên phía tầng thượng là đã có bồn nước một khối. Đồng thời ở phía dưới tầng 1 đã có bể ngầm 2.8 rồi mọi người ạ. Hồ sơ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vậy mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.